Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần. Và hôm nay qua những cái sự kiện diễn ra ở tại Hoa Kỳ thì chắc là quý vị cần phải có một buổi gặp gỡ đặc biệt với bác sĩ Ngô Bá Đình. Xin được gửi lời chào bác sĩ Ngô Bá Đình cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bên chào anh Trọng và trân trọng kính chào quý khán giả. Thì tôi không nói thì chắc bác sĩ cũng đã theo dõi trong những cái sự kiện tuần vừa qua, kể một cái ngày tuần bắt đầu ngày thứ Bảy 13 tháng 7, một cái sự kiện diễn ra ở tại tiểu bang Pennsylvania khi một cái viên đạn AR-15 đã tấn công vào cựu Tổng thống Donald Trump trong cái buổi rally của ông, làm chấn động cả dư luận trên toàn cầu. Lẽ nhiên chúng ta không chấp nhận một cái hành động bạo loạn nào trong cái tình hình gọi là chính trị tại Hoa Kỳ để đi đến thắng lợi cho một phía nào, và cái điều đó gây nên một cái xáo trộn có thể rất lớn. Nhưng mà chúng ta cũng đồng tình với tất cả những sự kiện diễn ra ở tại thành phố Milwaukee, đó là Đại hội Đảng Cộng Hòa, và là diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày bế mạc 19. Thế thưa bác sĩ, qua những cái diễn biến đó thì bác sĩ thấy cái không khí chính trị, đặc biệt nhất là ở sinh hoạt của Đảng Cộng Hòa, nó có những cái nét gì đặc biệt không thưa bác sĩ? Mình nghĩ Đảng Cộng Hòa đang nắm ưu thế anh, là thứ nhất là họ tìm được J.D. Vance. Tuy nhiên ông này ông có những cái điều, nếu mình đứng ở bên phía dân chủ và một số người độc lập thì thấy có những điều mà nó tiêu cực về J.D. Vance, nhưng mà nhìn vào những mặt tích cực thì làm người trung niên trẻ trung, nó có thể compliment lại cái tuổi tác của cựu Tổng thống Trump. Rồi ông này ở Ohio, ông xuất thân cũng là bần hàn, rồi ông sẽ từ từ đi lên. Rồi ông cũng 2019 ông đã làm biết Tết, và ông làm Baptist, ông làm người Công giáo, từ thành Công giáo. Ông có người vợ là người Ấn Độ da màu. Ông popular anh, rất là nhiều người ở những cái vùng đó. Thì có thể với người trung niên mà Mỹ trắng như vậy đó, thì nó có thể hấp dẫn được nhiều lôi cử tri ở phía vùng New War, mà những cái vùng tiểu bang chiến địa đó, những cái swing states đó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Thì mình thấy rồi xong đó thêm cái một cái tai nạn mà bị làm suýt nữa mà lấy tính mạng của kiểu ông Trump, là nó cũng galvanize, nó làm sự lên cái sự mà ổn ức và tức giận, mà đồng thời đưa lên cái sự mà hăng hái mà để mà bầu cử cho Đảng Cộng Hòa đó, cái điều đó nó tăng lên. Chúng mình nhân trong nguyên một tuần đó, mình thấy đại hội Đảng Cộng Hòa là có nhiều speaker, có những người mà diễn giả và nói chuyện, và thì mình thấy tin tức trong tất cả các đài chính. Tôi không có thời giờ để coi TV, nhưng mà mình nghe trong radio á, thì NPR, là BBS hay là C-SPAN, mình thấy có chính những đài mà MSNBC là CNN cũng nói nhiều về Tổng thống Trump. Thưa bác sĩ, thì đúng như vậy bác sĩ. Một tuần lễ, có thể nói một tuần lễ khởi đi từ ngày thứ Bảy và đến ngày thứ Bảy vừa qua, đúng một tuần lễ, bao nhiêu cái hào quang đã chiếu xuống trên tất cả những cái phần lãnh thổ của những sinh hoạt của Đảng Cộng Hòa. Những cái nhân vật mới chúng ta khuyên không cần nói đến Donald Trump, vì Donald Trump đã hiện hữu với trong những cái chương trình MAGA, người dân Việt khắp nơi đều sẵn sàng để chờ đón một vị tân Tổng thống trở lại White House.
Nhưng cái sự kiện ngày Chủ nhật là một trong những cái dấu ấn mới mà chắc là hôm nay có bác sĩ thì tôi muốn bác sĩ có thể chia sẻ với cho khán thính giả chúng tôi. Kể từ 11:07 vào giờ buổi trưa, Joe Biden tuyên bố chính thức rút ra khỏi cái cuộc đua này và bắt đầu cái tình hình tất cả các đài truyền hình ở Hoa Kỳ tiếp tục đưa lên và tất cả những sự kiện. Đối với một người theo dõi tình hình như vậy và bác sĩ rất rành về tất cả những sinh hoạt trong Đảng Dân Chủ thì bác sĩ thấy như thế nào? tôi thì từ nhỏ lớn mình hay nhớ cái mùi vị của những cái điều mà đau khổ đến với mình. Thì khi mà cựu tổng thống Biden mà thông báo là sẽ rút lui đó, mà endorse bà Kamala Harris thì tôi thấy cái mùi giống như cái ngày mà nhà tôi có tang đó anh. Tôi buồn vô cùng. Nhưng mà tại vì tôi rất là mến tổng thống Biden. Nên nhớ cái bà Kamala Harris cách đây vài tiếng đồng hồ, bà đứng ra nói lần đầu tiên khi mà được endorse, bà nói là bà sẽ earn and win the nomination, tức là bà không phải dựa vào ông Biden không đâu, mà bà phải, tôi nghĩ là nên có một cái mini primary nào đó open ra để mà chọn người cho nó công bằng, để cho cả nước Mỹ này hay thế giới cũng thấy là điều công bằng, tức là bà Kamala Harris phải earn, phải thắng được lòng người rõ ràng, chứ không phải là từ chuyển tiếp như vậy không được. Thì bà nói điều đó, lại bà nói bà là prosecutor, công tố viên mà anh. Vâng, công tố viên cái đặc điểm của họ là đi tìm sự thật, mà công tố viên mà đàng hoàng ấy, chứ mà công tố viên mà làm tay chân mà vây cánh cho một cái người độc tài nào thì cái đó là thôi rồi. Cái công tố viên là đi tìm sự thật, mà bà này bà nói là đó, nói sự thật. Mà cái nói sự thật này, tôi nghĩ tôi ở đây cũng có một chút danh dự và cái uy tín ở trong cộng đồng mình, thì cái gì mà chắc tôi mới dám nói. Thì tôi nhắc lại cái lời của bà Kamala Harris nói về tổng thống Biden cách đây 4 đến 5 tiếng. Ngày hôm nay là ngày thứ năm, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 7 này. Thì trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có một tổng thống nào mà chỉ trong vòng một nhiệm kỳ, tức 3.5 năm đó, mà làm như tổng thống Biden trong lịch sử Hoa Kỳ. Dĩ nhiên không kể những người mà khai quốc công thần là đánh nhau để giành độc lập, đánh đuổi quân Anh, hay là những thế chiến thời thế tạo hùng, thế chiến thứ hai, thế chiến thứ nhất, và ông FDR là người mà infrastructure năm 1939 là những hầm cầu cống cảng, hệ thủy bộ hành không, tức là hệ thống infrastructure, tức là cấu trúc hạ tầng đó, là 85 năm nay là lần thứ nhì mới có vị tổng thống làm, cho mà tổng thống Biden đã làm. Tôi là người khoa học, tôi chỉ dựa vào con số rồi chứ tôi không có cuồng ai hết trơn đó. Tổng thống Biden hay là con của ông Biden mà làm gì có tội hay là làm gì phạm pháp đều phải đối diện với luật pháp. Không có cha mẹ anh em, không có bà con gì đây. Phạm pháp là phạm pháp, sai là sai, sự thật là sự thật. Đối với tôi là vậy. Thì bà Kamala bà nói là trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có một tổng thống mà làm nhiều cho nước Mỹ này bằng tổng thống Biden. Nhưng mà trên Facebook tôi cũng thấy có những người mà ghét ông Biden, nói là 4 năm rồi ông quậy quá nha, bây giờ ông mới xuống. Nhưng mà thưa bác sĩ, lẽ nhiên chúng ta tôn trọng tất cả những cái lời nói, vì đây là một cái quốc gia tôn trọng cái tự do ngôn luận. Vâng. Cái điều mà chúng ta muốn nói đến là cái vấn đề liệu những cái lời nói của bà Kamala Harris nó có thích hợp và nó có hoàn toàn trùng hợp với một cái người gọi là trung thành, với một người là dẫn dắt mình vào con đường chính trị. Người ta có câu hỏi. Dạ vâng. Thế nên những cái lời nói của bà Kelly chưa hẳn đã khẳng định tất cả những cái sự điều mà người ta muốn nghe. Tuy nhiên, quyền tự do muốn nói sao là nói, chúng ta phải công nhận công bằng. Giống như quyền tự do của anh Trọng, anh Trọng cũng nói, có ý kiến của anh. Vâng. Thì nhưng mà chúng ta phải nói rằng cái điều mà chúng ta đã thấy, thế tại sao một trong những người đã cống hiến như vậy mà đã đến lúc mà mình thấy mình có những cái có thể nói khó, có thể dẫn dắt cái đoàn chiên, cái đoàn lữ hành này đi đến cái nơi an toàn, thế tại sao mình không có một cái quyết định dứt khoát để cho ngày này tháng nọ qua tháng kia tạo nên một cái tình trạng khủng hoảng như vậy? Nhưng châu rồi về cũng về hợp phố thưa dạ vâng, dạ vâng. Châu rồi về hợp phố, nó later than anything, never too late. Vâng. Có thể đó là một cái planning, kế hoạch. Thế thì thưa, khi ông Joe Biden đưa ra cái withdraw, rút lui khỏi cái cuộc tranh cử này, cái điều mà đầu tiên bác sĩ nghĩ đến là cái gì? Tôi nghĩ đến là
Tổng thống Biden đã đặt cái quyền lợi của nền dân chủ, sự sinh tồn của nền dân chủ Hoa Kỳ và an ninh của cả thế giới tự do toàn cầu này và người quyền lợi của dân nước Mỹ, đa số người dân nước Mỹ mà trong mắt ổng là những người trung lưu với những người nghèo đó, những người thất cô thế, thì tổng thống Biden đặt quyền lợi hơn trên cái quyền lợi riêng của ổng. Vâng, cảm ơn các bạn khi đưa ra một cái cảm nhận rõ ràng và là cương quyết như vậy. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này, và chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc tranh cử, và đặc biệt nhất là chúng tôi nói liệu có thực sự là có một sự hồi sinh của đảng Dân Chủ hay không, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và chúng tôi sẽ dồn hết tất cả thời giờ hôm nay để gửi đến quý vị tất cả những gì hiện nay đang diễn ra tại Washington DC, và tất cả hãng thông tấn ngoại quốc đều liên tục đánh đi một cách gấp gáp. Thế thì đến bây giờ, thưa bác sĩ, chúng ta đốt thời giờ. Thưa bác sĩ, Kamala Harris đã chính thức trở thành một ứng cử viên cho đảng Dân Chủ, hay là chúng ta còn phải qua những cái thủ tục khác nữa, thưa bác sĩ? Ồ, chắc chắn phải qua những thủ tục khác anh. Tức là, nhưng mà cho đến ngày 7 tháng 8, tức là còn tính từ ngày 21 á, là còn 16 ngày đảng Dân Chủ phải đưa ra những ứng cử viên cho tiểu bang Ohio. Vâng. Tại vì cái deadline của tiểu bang Ohio là ngày 7 tháng 8, cho nên còn 16 ngày nữa họ phải đăng ký cái những người ứng cử viên là phiếu thức. Vâng, là người nào là tổng thống, người là phó tổng thống phải rõ ràng ra. Thì tôi nghĩ là sẽ có cái roll call, tức là một cái virtual roll call, tức là sẽ gọi những nhân vật mà chóp bu hay là những vật quan trọng ở trong, vậy là trong 4.000 delegate đó, đúng rồi, để họ đưa đến coi người nào mà có thể muốn challenge phó tổng thống Kamala Harris hay không. Thì nếu mà có người nào thì lúc đó họ phải có cái mini primary để mà vote coi có người đó có thắng của bà Kamala Harris không. Còn không thì nếu mà không có sự phản ứng phản đối nhiều đó, thì tôi nghĩ là bà Harris sẽ trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ. Thì lúc đó bà Harris sẽ pick, tức là chọn ra cái người nào mà là phó tổng thống. Thế xin hỏi bác sĩ một câu rất ngắn thôi, vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Theo cái sự nhận định của bác sĩ, theo cái sự tìm hiểu của bác sĩ qua tất cả những diễn biến ở đây, thì bác sĩ nghĩ rằng liệu bà Kamala Harris có vượt qua được cái cửa ngõ đầu tiên là được cần trên 4.000, đa số của 4.000 delegate này, đây chấp nhận sẽ là người thay thế Joe Biden hay không? Vâng, tôi nghĩ có đấy, tại vì bản thân bà, tôi nhớ không làm tôi đọc ở đâu, bà có 1.000+ rồi. Dạ vâng. Mà đi kiếm trên 1.000+ không phải dễ đâu anh. Dạ. Vâng. mà mấy người đó phải được thắng lên một số tiểu bang nữa. Vâng. Chẳng hạn như Gavin Newsom có thể đó là popular ở California. Nhưng mà lại rất là khó ở những tiểu bang khác. Cái thứ hai nữa là ổng ở California đó, ổng không có giúp gì cho bà Biden. Chỉ có những người mà bà pick với ông bà Biden đó mà phải nằm ở Blue Wall đó, tiểu bang Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Middle West, hay là Colorado, hay là Arizona, Nevada, những cái Middle West ở Trung Tây đó anh. Thì lúc đó cái khả năng thắng cử nó mới cao hơn, chứ chọn những người như ông Newsom đó, nó không có help. Đúng rồi, chỉ có một nơi thôi. Chỉ có một nơi, tại cùng California. Vâng, ok. Ở California cũng có bà Ro Khanna nữa. Vâng. Thế thì bây giờ trong trường hợp mà bác sĩ nghĩ rằng cái Ro Khanna và sẽ tín nhiệm delegates, phải những tất cả những cái đại biểu họ nhìn nhận và họ trao cái sự tín nhiệm đó cho bà Kamala Harris. Dạ vâng. Thì cái sự tồn tại của bà Kamala Harris đó, nó có ảnh hưởng gì đến cái liên danh ngày xưa đó là Joe Biden với là Kamala Harris? Liệu Kamala Harris có đủ quyền để thừa hưởng tất cả những cái di sản, tài sản, ngay cả vấn đề tiền tranh cử của cái liên danh Joe Biden trước đây không, thưa bác sĩ? Ôi trời, cái đó là
huge lớn anh. À, mình nhắc lại cái roll call, tức là sẽ gọi tên người đó, người đó sẽ bầu ai, yes hay no, là nhanh gọn lẹ. Mình dùng chữ roll call, nhiều khi bà con cô bác nhiều khi không hiểu. Và cái thứ hai nữa là nếu mà bà Harris sẽ cũng còn nằm trong cái liên danh đó, có thể là vice president, president không biết chừng, regardless, bất kể, nhưng mà miễn là có tên bà Harris thì cái tiền 292 triệu bây giờ đó, bây giờ thì còn là 96 triệu, gần bao nhiêu đó, thì sẽ đưa chuyển nhượng qua qua cho bà, thì nó phải đi qua cái chương trình ủy ban hành động chính trị là PAC và Super PAC đó, thì nó sẽ giữ 32.3 triệu, còn bao nhiêu lại nó đưa để cho cái liên danh có bà Harris trong đó. Mà nên nhớ bản thân cái Super PAC đó nó đã có 9, tôi nhớ không làm là 69 hay 96 triệu của nó sẵn trong đó rồi. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là anh có thể đưa qua một cái có những cái phần khác nữa, chẳng hạn như Victor for Biden, hay là những cái outline, những cái phần nó có tới mấy chục triệu đằng anh. Những cái phần đó từ từ nó sẽ dồn vô trong cho bà, cái liên danh bà Harris nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà không có bà Harris á, thì tổng thống Biden với bà Harris phải chuyển nhượng cái tiền đó, tức là refund lại cho những người đã đóng. Nhưng mà cái chuyện refund lại những đóng nó không có reliable, biết trả lại cho ai giờ, rồi chưa chắc trả lại họ, rồi mà kêu họ đồ nấy lại được, nó mất công, không có thì giờ. Cho nên tốt nhất là đem cái tiền nó đưa qua một cái park khác, rồi cái park đó sẽ dùng cái đó mà đưa lại cho cái liên danh mới. Nó phải đi qua, nó hơi tốn công như xíu, nhưng mà nó đúng theo cái thủy tục bắt buộc cái accounting của nó. Vâng. Thế thưa bác sĩ, đến bây giờ thì bác sĩ thấy rằng cái theo những cái bản thăm dò cho thấy giữa Cộng hòa và Dân chủ thì cho thấy rằng Cộng hòa ở trên này và Dân chủ ở dưới này. Dạ là có cái là có những cái vượt bực 3 điểm, 4 điểm, 2 điểm. Vâng. Nhưng mà bạn ấy thế qua cái sự kiện ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi Joe Biden tuyên bố withdraw the race. Dạ vâng. Thì liệu Kamala Harris có cover lại được những cái gì mà trong quá khứ đã được Đảng Cộng hòa dẫn dắt, chưa thưa bác sĩ? Tôi nghĩ là có đó anh. Mình xin nhắc lại anh Trọng với quý bà con bác là nếu mà sự thật là sự thật, sự kiện là sự kiện, nhưng mà bất cứ một người nào, cả cái tôi, kể cả ông Biden hay là bà Harris hay là kể cả cựu tổng thống Trump, không có ai đúng hoàn toàn 100% và đúng lúc nào cũng đúng, không có chuyện đó. Và không có ai mà sai hoàn toàn, lúc nào cũng sai cũng không có đâu. Nhưng mà nếu mà là ý kiến thì mình ráng chân thành với cái ý nghĩ và cái cảm xúc, với cái sự chân chính của mình, thì đây là cái ý nghĩa chân chính của tôi. Có thể là nó không chia sẻ với lại anh Trọng, với lại là nhiều người trong cộng đồng chúng ta, nhưng mà đây ý nghĩa của tôi. Thứ nhất, tôi nghĩ là số lượng sẽ tăng lên. Bằng chứng là sáng nay tôi nghe những cái interview đó, cứ 5 người thì là 3-4 người đã nói là họ tin tưởng hơn, hăng hái hơn. Quý vị nên nhớ là bà Kirst là phụ nữ, là đầu tiên Á Châu mà là người gốc, người African American, người da đen nữa, mà cái base của những người mà ủng hộ cho một cái vụ phao như vậy đó, nó nhiều lắm. Cái thứ hai nữa, bà là prosecutor, bà thay đổi cái hình tượng giữa hai ông già, không phải là cuộc hoa sơn luận kiếm, là một công tố viên, đúng, không phải là hoa sơn luận kiếm của hai ông già nữa, mà là một công tố viên, là một người tội phạm đó. Thì và cái tuổi của bà lại trẻ nữa, không có nói chuyện mà lú la lú lẫn hay là bệnh tật hay đi đứng ngã nghiêng, mà cái phần mà lú la lú lẫn, nói lộn nói sai mà đứng ngã nghiêng, nó sẽ dồn qua phía bên ông Trump bây giờ. Nhưng mà ông Trump lại có JD Vance thì nó cũng có sự compliment. Đó, thì cái thứ hai nữa là bà cái Nikki Voter, mà bữa nay á, cái ủy ban hành động chính trị của Nikki Voter for Harris á, nó càng ngày càng nổ rợ lên. Tức là bao nhiêu những triệu người mà đã vote cho bà Nikki á, cho dù bà ủng hộ endorse ông Trump, nhưng mà cái đám đó nó vẫn bây giờ nó đổi qua thành Nikki Voter for Harris. Thì họ đưa qua ủng hộ cho bà Harris. Cho nên đến ngày 11:07 ngày hôm nay, tức là 24 tiếng đồng hồ đó anh, Đảng Dân chủ đã gây quỹ là 81 triệu. Anh nhớ 81 triệu là con số gì không? Con số 81 triệu người đã vote cho ông Biden đó. Kiểu năm 2020. Nên nhớ là cái ông Trump, nên nhớ ông đã từng support bà Harris năm 2014, là ông viết cái check $5,500 đó. Ông ủng hộ bà Harris năm 2000. Cho nên bây giờ cựu tổng thống Trump mà có
la lối mà chỉ với mà mạ lị bài Paris thì nó cũng dễ bị bên kia nó ủa ông nói như vậy mà tại sao năm 2014 ông lại ủng hộ viết check ủng hộ cho bà là $5,500 cái check ở trên đi thì cái đó nó có thể với lại khó lòng mà tấn công bà Kamala Harris. Thứ nhất là về đàn bà, nếu mà tấn công về cái tính đàn bà của bà thì những người phụ nữ cử tri phụ nữ đó là chết với họ, mà tấn công bà là người da màu đó, màu African American đó hoặc là người Á Châu đó thì cũng chết nữa, thì lại đám những cái đám da màu đó họ lại còn bầu thêm cho bà nữa, cho nên muốn tấn công bà là chỉ có thể tấn công cái khả năng làm việc của bà. Mà quý vị nên nhớ nhiều người nói rằng bà làm phó tổng thống mà chẳng có làm được gì, quý vị đã nhớ nha. Tôi hỏi quý vị có nhớ tên một người phó tổng thống nào trước ông Biden không? Với ông Obama không? Khó lòng nhớ lắm phải không ạ? Nếu mà không nhớ tên, hào hứng gì còn phải nhớ họ đàm làm những gì cho đất nước mình. Mà nên nhớ Nguyễn Trãi vi quân mà Lê Lợi quy quân mà Nguyễn Trãi vi thần. Cái thế mà lưu ban với Hàn Tín á, anh đã làm cái thế mà vai president, anh phải biết cái vị thế của anh. Anh không được nằm nổi quá mà lăn xăng đi trước cái người lãnh tụ là ông tổng thống. Cái đó là cái điều tế nhị, cái luật là cái khôn ngoan của một người đóng vai của phó tổng thống. Mà nên vợ nếu quý vị đọc mà thật sự bà Kamala Harris bà làm rất là nhiều mà chúng ta không ai biết hết. Bà là người quyết định trong vấn đề mà 51-50 á, tức mà khi mà thượng viện mà split 50-50 cái giờ cái Inflation Reduction Act này, lúc mà bầu cái bà Brown Jackson vô trong tối cao pháp viện đó, cái bà Harris là cái người mà vốt cái số 51 đó anh. Vâng. Thì trong lịch sử Hoa Kỳ bà là cái người mà vốt cái số 51 nhiều nhất trong lịch sử. Vâng. Bà làm rất là nhiều điều mà chúng ta không biết mà thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Định. Thì chút xíu chúng tôi cũng sẽ có câu hỏi với bác sĩ về một vài cái sự kiện liên quan đến tất cả những nhân vật chính trị nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát. Gương Sâm Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gương sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Quý vị vẫn đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng. Đúng như lời bác sĩ đã nói, thật sự ra người ta để ý tổng thống nhiều hơn là phó tổng thống. Nhưng mà thật sự ra những người mà người ta vẫn theo dõi cái tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, ví dụ như tôi nói, thời kỳ của ông cựu tổng thống Donald Trump, tôi có thể nói Mike Pence. Dạ vâng. Đến trước đó thì chúng ta sẽ nói đến Obama thì là Biden. Joe Biden. Rồi, trước đó là khó nhớ lắm. Anh đồng hỏi với bà con của bây giờ quý vị khán giả có thể nhớ được là trước ông Obama là ai này? Là ông George W. Bush. Bush con đó. Thế ai làm phó tổng thống của kỳ đó? Bác sĩ. Mình không nhớ, anh Trọng thì chắc nhớ bản thân tôi. Đó là ông. Biết lại xin quý vị, trước 2017 tôi không có biết về chính trị, tôi không có biết gì hết. Cái người này bà còn biết Dick Cheney. Ông này vừa là bộ trưởng của bà Liz Cheney mà không biết ông Liz Cheney. Rồi đến ông cũng hay lắm đó. Vâng, ông hay lắm. Kỳ cựu. Vâng, đợi thế tôi chút xíu tôi sẽ nói vấn đề kỳ cựu. Tôi nghĩ ông George Bush không có tài bằng ông Liz Cheney, đứng đằng sau ông Bush con là ông Liz Cheney là người. Ông phó tổng thống mà coi như kiêm nhiệm cái chức vụ là điều hành hướng dẫn Bush. Đúng rồi. Mà tất cả những thành phần đó chỉ có tôi đặt câu hỏi tại sao lại không có mặt trong cái buổi ra mắt của Đảng Cộng hòa kỳ này. Bác sĩ thấy nghe rất những người mà nổi tiếng của Đảng Cộng hòa rất là nhiều phản đối Bush này. Bây giờ trước Bush là ai?
là ông là Clinton, là Bill Clinton, yeah. Và Al Gore là cái người thua thất bại ông Bush. Đúng chưa bác sĩ? Cái điều mà chúng tôi muốn nói hôm nay, chúng ta không nhớ phó tổng thống, nhưng mà tất cả những cái sự kiện đều cho thấy rằng bà Kamala Harris, một trong những người con của một người Jamaica, người mẹ của bà là một người Ấn Độ, hai người đều là những vị khoa bảng có bằng tiến sĩ. Đó, tôi chỉ nói lịch sử thôi, tôi không đi vào một cái phương hướng cá nhân nào. Bà Kamala Harris ray ở tại một cái vùng ở Auckland, và bà trở thành một trong những người có thể nói đi từ cấp này đến cấp kia, và cái chức cuối cùng ở tiểu bang California, kính thưa quý vị, đó là trước khi bà trở thành thượng nghị sĩ thì bà là một trong những người gọi là công tố viên, mà bà là lấy rất nhiều tiền của những cái công ty mà bà phạt ở đây rất nhiều. Những hãng xăng dầu và nhà hàng tôi có một cái cơ hội có thẩm phỏng vấn bà Kamala Harris. Dạ vâng. Là tại vì lúc đó bà tranh cử thượng nghị sĩ với bà Laura Sanchez. Dạ vâng, dạ vâng. Và tôi lên trên đó thì người ta giới thiệu cho tôi được phỏng vấn bà. Và bà trở thành thượng nghị sĩ, và bà là một trong những người có những cái chất vấn rất khó khăn đối với hai vị thẩm phán tối cao Pháp Viện được ông Donald Trump bổ nhiệm. Đúng rồi, ông Kavanaugh. Dạ, yeah, Kavanaugh. Năm 2019 luôn mà bà là công tố viên ở California đó, quý vị. Cái số mà bà conviction đó, mà bắt tù á, đám tội phạm á, là cao nhất trong lịch sử. Cho nên trên cái thời đó bà bị người ta chửi quá trời, cho nên nhưng mà bây giờ mà dùng cái đó mà chỉ trích bà là bên Cộng hòa sẽ bị phản bác, phải phản pháo lại. Tại vì bây giờ bên Cộng hòa nói là thời ông Biden là thời mà loạn lạc rồi cướp trộm tung hoành. Mà quý vị không biết, theo FBI thống kê đó thì chưa bao giờ trong lịch sử năm 2021-22 mà cái tỷ lệ tội phạm mà nó giảm liên tục về trong lịch sử Hoa Kỳ đó quý vị. Mà trong 3 năm ông Biden đó, cái tỷ lệ tội phạm giảm, tiếp tục giảm so với hồi ông Trump rất là nhiều. Quý vị không tin, mở FBI stat ra coi thì biết liền. Cho nên nếu bây giờ mà phản pháo bà Kamala và nói là bà không có làm gì hết để cho các tội phạm tăng lên thì tôi nghĩ là nguy hiểm lắm đó quý vị. Rất nhiều câu hỏi thưa bác sĩ, chúng tôi bác sĩ từ thế thưa bác sĩ, cho tôi hỏi bác sĩ một cái vấn đề này. Trong thời ngày hôm qua, trong lúc ông Joe Biden đưa ra những cái quyết định và cho thấy là ông có đủ khả năng để tranh cử nữa, ông xin rút lui. Dạ vâng. Thì phía bên ông Mike Johnson là một trong người chủ tịch hạ viện đã đưa ra một cái câu hỏi yêu cầu luôn. Thế ông không có đủ điều kiện để đứng ra tranh cử cái chức vụ tổng thống thì làm sao ông đủ điều kiện để làm chức vụ tổng thống? Thế thì ông tốt hơn hết là ông nên từ chức. Bác sĩ nghĩ sao về những cái sự kiện đó? Đâu, cái đó là chỉ nói thôi. Muốn một người tổng thống mà từ chức đâu phải dễ. Cả nước bao nhiêu triệu người bầu cho ông đó, mà tới nay mà ông tổng thống Biden hôm nay á, là ổng uống cái Paxlovid, cái viên thứ 10, là tôi cũng đã từng uống Paxlovid, thì những cái symptom là hết rồi, thì ổng bắt đầu trở lại Nhà Trắng, bắt đầu làm lại công việc của người tổng thống. Tôi nghĩ là ổng sẽ làm công việc hiệu quả hơn, tại vì bây giờ ổng không phải lo đi vận động tranh cử, đi bay tới bay lui, đi nhiều tiểu bang, mà cái tuổi 81 á, và ở tuổi tôi hay anh Trọng á, mỗi lần ra khỏi giường sáng đi lên đi xuống nó thấy người nó cũng hơi cứng cứng rồi, chứ đừng có nói là ông một ông già 81 tuổi. Chắc tôi qua làm gì mới cứng lên đây. Cứng thì cũng đỡ rồi bà xã, bà đỡ buồn rồi. Trở lại vấn đề này thì ông sẽ có nhiều, với lại ông nói là I have to finish a job. Để nhớ không, anh nhớ cái lúc mà nhiều người nói ông là phải xuống đi đó, ông nói là I got a job to do, thì ông sẽ làm tiếp cho đến những gì mà ông đề ra, chẳng hạn như xóa nợ sinh viên, hay là cái bill mà của biên giới và di dân, hoặc là climate change, thay đổi khí hậu, rồi cái infrastructure, rồi cái luật súng, rồi cái luật cải tổ, mà vấn đề mà tối cao phát viện đó anh, chứ mà không thể để nhưng mà 63 như thế này thì đất nước là không còn là bao công nữa. Vâng. Thì ông có rất là nhiều chuyện, rất ư là nhiều chuyện để mà hoàn tất cho cái 6 tháng cuối cùng, phải không ạ? Nhưng mà thưa bác sĩ, thì khi ông Mike Johnson đặt cái vấn đề đó thì chúng ta cũng có một cái vấn đề là tại sao ông này đang tranh cử, biết là như thời nào rút ra giữa chừng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tôi lại theo lại tất cả những gì hiến pháp quy định, vào ngày 20 tháng 1 khi ông đưa tay ra để nhận chức tổng thống, ông đối diện với một cái hợp đồng không có trước mặt, hợp đồng với cử tri Hoa Kỳ, với người dân Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Nếu ông có ra đi nữa thì cũng phải có một cái việc gì chính đáng và một cái sự kiện gì để ra đi, chứ không phải là ví dụ như tổng thống là ngày mai tôi mắc bệnh công việc đi câu, tôi thích bây giờ tôi thích đi câu hơn. Được. Thôi thì bây giờ cho tôi từ chức, no way. Đúng rồi. Điều là không may Johnson mà nói câu đó là dạ, không được. Nó rất là cảm tính và nó không có lịch lệ là mà đây một vị lãnh đạo một quốc gia trên thế giới phải có tất cả all responsibility và cái self respect. Nhưng mà tôn trọng. Có nhiều người thấy ông Mike Johnson là người mánh mung á, hơi láo cá đó. Là vì nếu mà ông từ chức thì bà Harris sẽ trở thành tổng thống, thì ông Mike Johnson sẽ thành phó tổng thống. Mà khi nếu mà đảng Cộng hòa mà ông Trump ông nói rồi, ông nếu mà thua là chắc chắn là có danh lệnh là ông không chịu đâu đó. Ông đã nói rồi, quý vị tin tôi đi, chắc chắn rồi. Thì nếu mà thua đó thì ông Mike Johnson ông là phó tổng thống đó, ổng sẽ không chấp nhận cái kết quả nếu mà bên dân chủ thắng gì tới. Cho nên bên dân chủ đâu có ngu gì mà để cho Mike Johnson làm phó tổng thống. Thưa bác sĩ, tôi không muốn đi xa nhưng mà tôi nói cái tinh thần của những người lãnh đạo không có thể đưa ra tay thề để bảo đảm cái hiến pháp Hoa Kỳ phục vụ cho người dân Hoa Kỳ, để rồi quý vị có chuyện riêng tư một cái gì đó quý vị không thể đứng không thẳng người thì phải có ủy ban y tế giám định. Nếu quý vị có những vị đầu óc thì quý vị có những cái ban giám định, chứ không thể một sớm một chiều bắt đầu tôi phải đi câu cá rồi bây giờ tôi ra nói tôi nghĩ không có đơn giản như vậy, không có như vậy được. Bác sĩ đồng ý với tôi không, phải không? Vâng, kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đầu tuần. Lẽ nhiên tất cả những chuyện diễn biến hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây qua cái cuộc tranh cử tổng thống giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, lẽ nhiên chúng ta chưa biết cái con thuyền nó sẽ đi ra bến như đi ra cửa biển như thế nào, nhưng chúng ta phải tôn trọng cái tự do của mỗi người công dân, của một cử tri. Và chúng ta có quyền phát biểu vì tự do ngôn luận kia mà. Nhưng lại nhiên chúng phải tôn trọng cái hiến pháp và cái điều kiện căn bản có luật lệ để chúng ta có thể make sense với những cái lời nói của chúng ta. Chúng tôi trở lại phần cuối của chương trình trong chốc lát với bác sĩ Ngô Bá Định. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cuốn 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá $360, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá $180, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá $320, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá $270, hộp 180 viên, dạng nước giá $260, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng. Và chắc quý vị biết hôm nay chúng tôi dành nhiều thời giờ để nói đến một trong những sự kiện mà chắc là quý vị dù cho ở một cái cương vị nào quý vị cũng cần quan tâm đến, đó là vấn đề sinh mạng cuộc sống của chúng ta đặt vào trong tay của một người có thể lãnh đạo chúng ta ở trên toàn thế giới này. Thì bây giờ cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ. Lẽ nhiên bác sĩ có quan điểm của bác sĩ, bác sĩ có nhận định của bác sĩ, và bác sĩ có quyền nói lên cái tiếng nói của bác sĩ. Chúng tôi dành thời giờ cho bác sĩ. Vâng, mình nhắc lại nhiều lần là tôi có thể chết, hy sinh tính mạng của tôi để cho bất cứ một vị nào trên thế giới này hoặc là những người đồng hương của tôi trong cộng đồng này được nói lên tiếng nói đó. Cái đó là cái tinh thần nhân bản, dân chủ và cái tôn trọng giữa người và người, cái bình đẳng đó. Mà bên cái đất nước pháp trị Hoa Kỳ là pháp trị, tức là luật pháp, là cai trị, chứ không phải là một vương quyền, không phải là một độc đảng, không phải là một ông vua nào hay là một lãnh tụ tối cao nào ở đây hết, mà là pháp luật, hiến chương. Thì ở một đất nước như vậy đó, mọi người đều có quyền được nói lên tiếng nói của mình. Không thể nào mà thấy người ta nói mà bắt đầu mình chửi thề hay là dùng những cái thủ đoạn mà đưa người ta lên YouTube mà để mà câu view rồi kéo bao nhiêu ngàn người vô để mà chửi DM rồi đòi thương hại người đó, nói những lời mà bóng gió mà tính cách mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng an ninh của người đó. Thì tôi thấy như vậy thì không được quý vị. Nếu mà người đó nói dù cho khác mình cách mấy, mình nếu mà được phản biện với tinh thần mà tương trọng lẫn nhau đó, tôn trọng sự thật này đó, thì mình đem những cái logic, những cái sự thật sự kiện, data, dữ liệu, bài bản bài viết này nọ
những cái nguồn mà mình chẳng là mình đem ra mình nói thôi, chứ còn nhiều người không có đưa nguồn gì ra gì hết mà cứ chửi, mà chửi rất là nặng. Quý vị không biết có người mà tôi không muốn kể những gì đã xảy ra với tôi, kể ra chắc quý vị cũng sẽ rợn người lắm đó. Nói tóm lại là mỗi người đều có quyền phát biểu, nhưng mà không nên chửi thề chửi tục hay là chửi hạ bệ mạ lì người ta một cách mà mất cái tính nhân bản đi, mà mất cái văn hóa đi quý vị. Vâng, thì cho đến giờ này Dân chủ Cộng hòa chúng ta không biết ai thắng ai thua. Nếu quý vị cảm thấy bầu cho cái nhân tuyển nào mà thích hợp, nó phục vụ cho quyền lợi của mình, hoặc là nó đi theo cái triết lý sống của mình, cái niềm tin của mình, thì quý vị sẵn sàng nên bầu, không ai được chỉ trích mình. Cho dù mình đọc những cái nguồn đó mà đến 20-30 năm sau mình nhìn lại, hay là 5-10 năm sau nhìn lại, đúng là cái nguồn đó là cái nguồn nói những điều nó không phản ánh cái sự thật, sự kiện, mà đến 5-10 năm sau nó mới hiện rõ ra, thì cũng không ai trách được quý vị hết á. Tại vì lúc đó tôi coi cái nguồn đó, cái đài đó, cái tin tức đó, ông đó, người đó, tôi tin thì tôi bầu. Cái đó là không ai được trách ai hết á. Cái đó là cái đất nước dân chủ của chúng ta. Cho nên trở lại cái vấn đề mà bà Kamala Harris sẽ chọn ai đó, tôi nghĩ nên chọn một người đàn ông Mỹ trắng có đạo và nằm ở vùng Trung Tây. Chúng ta đã nói đó anh Trọng. Thế tại sao phải có những cái điều kiện như vậy? Tại đến bây giờ chúng tôi thấy danh sách là những cái người này là strong candidate. Tuy nhiên là anh Trọng biết ai không? Dạ biết. Ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona. Dạ vâng. Là một trong những người thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia. Mark Kelly là người đã từng đi phục vụ trong quân đội. Rồi, đấy. Rồi đến một người ông là phi hành gia. Phi hành gia NASA. Thống đốc của tiểu bang Kentucky, một người là thắng một ở trong một cái tiểu bang đó, người dân chủ thắng trong tiểu bang đó. Ông là Roy Cooper. Rồi một ông billionaire thống đốc của tiểu bang Illinois. Pritzker, Illinois. Đúng không? Một người thống đốc của tiểu bang Pennsylvania. Joshua Bill. Đó là một. Bên số nhà là 19 phiếu đó anh. Rồi một trong những người thống đốc của tiểu bang North Carolina. Wow, là ông ông Roy Cooper là North Carolina. Yeah. Kentucky là Andy Beshear. Còn ông ở tiểu bang Pennsylvania Shapiro, George Shapiro là 19 đó. Phiếu. Thì tất nhiên những cái người đó là những người hiện nay đang được đề cập đến. Dạ vâng. Okay. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái điều này chúng ta nói đến cái khúc quanh lịch sử, và để tôi chắc là không biết tôi nói ra thì bác sĩ như thế nào, và tất cả quý khán giả bình tĩnh khi nghe tôi nói cái điều này. Tôi nói thật tình như vậy. Quý vị thấy ngày 13 tháng 7 vừa qua, ông Donald Trump đã bị một cái phát đạn có thể lấy đi tính mạng của ông. Thế thì bây giờ chúng ta nói trong cái trường hợp nước Mỹ này có một trong những nhân vật nào bị bệnh hay yếu gì, ngay cả ông Joe Biden, bà Kamala Harris đi nữa, thì bị một cái thì phải có người thay thế, hiến pháp đưa rõ ông Biden đúng không? Là tuy nhiên bây giờ ví dụ như ông Joe Biden bị bệnh không được hoạt động nữa, phải từ chức hay là bị mất đi cái khả năng đó, thì lẽ nhiên chúng ta phải có một người thay thế tổng thống. Đó là bà Kamala Harris, chắc chắn hiến pháp. Luật pháp. Vâng. Và hiến pháp quy định rằng cái người thay chức này thứ ba đó là ông Mike Johnson. Ông Mike Johnson. Dạ, vâng. Thì nếu trong trường hợp đó đến cho dù phe nào thắng đi nữa, ông Mike Johnson quý với tư cách như là ông Mike Pence, ông có thể bác đi tất cả những cái kết quả của cuộc bầu cử. Vì dù sao đi nữa, đồng ý chúng ta nói có tối cao pháp viện, nhưng mà quý vị cũng thấy tối cao pháp viện nó cũng như thế nào rồi. Dạ, vâng. Thành đó một cái kẽ hở mà tôi nghĩ rằng đảng Cộng hòa không có mất chức tổng thống kỳ tới này. Là có gì đâu, ví dụ bên đảng Dân chủ mất đi một người là chủ tịch quốc hội lên thay thế đó, rồi phó tổng thống là cái người vào ngày 6 tháng 1 sẽ lên làm cái điều đó trong tay của họ mà. Có phải không? Mà tôi đã nói rồi, cái chuyện đó không xảy ra anh, tại vì tổng thống Biden sẽ không có từ chức, nếu mà trừ khi tổng thống Biden bị mệnh chung, bị một tai nạn đó, đâu biết được. Vâng. Là vẫn thì lúc đó bà Harris bắt buộc phải, thì ông Mike Johnson bắt buộc phải là trở thành phó tổng thống. Nhưng mà tôi nghĩ cái khả năng nó rất là nhỏ. Nghĩa là tóm lại happen is happen. Đúng rồi, một người mà bị tán mạng không phải dễ đâu. Nhưng mà mời bác sĩ nhưng mà sáng nay là cái bà giám đốc của FBI, bà nhận lỗi. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ mà có sự thất bại nặng nề. Secret Service. Yeah, Secret Service. Không thể là FBI. Là cái bà tên gì anh? Bà Chito. 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 Yeah, đó thì bà nói là về sự thất bại, bà nhận lỗi, mà bà cũng không có đổi cho những cái cảnh sát mà ở ngay địa phương đó. Thì bà sẽ tiếp tục điều tra và nhận lỗi. Những người trong quốc hội đã chỉ trích
bà rất là nặng nề, nói you are a liar này tầm đó ghê lắm. Thì mình thấy như xin bà nói là bà sẽ bảo đảm cái điều mà xảy ra với cựu tổng thống vừa rồi đó sẽ không xảy ra nữa trong tương lai. Tôi nghĩ thì ở trước quốc hội bà bảo đảm như vậy, nhưng mà sự thật xảy ra nào mình không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là sau cái lần đó rồi, cái khả năng xảy ra đối với tổng thống Biden nó chắc nó khó hơn anh. Nhưng mà người nào mà cuồng cuồng bên Cộng hòa á, chắc là họ phải nghĩ đến chuyện mà làm sao cho ông Biden mà không còn tồn tại nữa, để mà bà Harris lên làm tổng thống và ông Mike Johnson làm phó tổng thống, thì cái khả năng mà đảng Cộng hòa thắng nó lớn lắm. Cho dù thua thì ông Mike Johnson ổng cũng sẽ không, mà ổng đưa lên tối cao phát viện 63. Thì cái chuyện mà khả năng mà tiễn đưa tổng thống Biden, cái đó là Secret Service FBI bây giờ cần phải nâng cao, đề cao cảnh giác vô cùng. Vâng, tôi ý kiến là như vậy thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Đình đã đến với chương trình của Đài Truyền hình chúng tôi, và một lần nữa quý khán thính giả đã cùng với chúng tôi qua phóng sự đầu tuần, và hy vọng gặp lại quý vị vào ngày mai.